Vâng, 15 Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú chị đang xem trên kênh YouTube của 15 Bình Dương nha. Và trong video ngày hôm nay thì dĩ nhiên 15 sẽ cập nhật cho bà con, cô bác rất là nhiều những cái thông tin nóng. Nhưng mà nóng nhất có lẽ là thông tin gọi là tối ngày hôm qua, gọi là cái đoạn gọi đoạn ghi âm đã được tung lên của gọi là Hoa hậu Bảy Màu đó. Và như các cô chú anh chị thấy thì có rất là nhiều người lo lắng, không biết là tình hình như thế nào, không biết là anh Nguyên Vũ có quay xe thật hay không đó. Thì 15 chỉ báo cho bà con cô bác một cái tin vui, tin vui. Và tin vui này đến từ đâu thì chúng ta có thể xem từ hai cái thông tin. Cái tin thứ nhất là chúng ta có thể là đến xem thông tin từ nhà báo Xuân Minh, bà con, nhà báo Xuân Minh ha. Và cái tin thứ hai thì chúng ta có thể là xem từ là cô Trà Hoa Nữ, và đây cũng là một là hai hai nhân vật đặc biệt nha, hai nhân vật đặc biệt đó. Thì đối với cô Trà Hoa Nữ ha, một cái bài đăng cách đây là 8 giờ trước, sau khi mà cái bài viết của anh Nguyên Vũ đã cho chúng ta mường tượng như thế nào, sau khi mà cái đoạn ghi âm đã được tung lên đó. Thì có nhiều người nói là tại sao anh Nguyên Vũ không làm gì lúc mà Hồng Ni với là Hồng Loan bị bem, nhưng mà tại sao khi mà lộ cái đoạn ghi âm nói xấu thì lại lên thông tin đó. Thì ở đây nhưng nếu mà như các cô chú anh chị mà chúng ta theo dõi anh Nguyên Vũ từ đầu cho đến bây giờ, từ lúc mà anh Nguyên Vũ tặng số tài khoản cực đẹp cho Hồng Loan, cũng như làm những việc cho Hồng Loan và ra đi một cách âm thầm mà chúng ta thấy gọi là khó hiểu, đúng không? Đó thì đó là một trong những cách mà phải nói là anh Nguyên Vũ rất là hay. Mà Lâm Bích nghĩ như vậy, anh Nguyên Vũ rất là hay. Đi cái nước cờ này thì chỉ có những người mà quay xe, những người mà gọi là chơi dơ nhất trong cái drama này mới gọi là lộ ra hết, mới lộ ra hết đó. Thì như các cô chú anh chị biết, đối với trong cái drama này, Hoa hậu Bảy Màu được xem là một trong những người gọi là chúa ghi âm, ai cũng ghi âm hết. Và đặc biệt là trong cái mà cái đợt mà anh Hai Bàn Thờ bị lộ ghi âm đó, là cũng do con mụ này tung ra. Nhưng mà anh Hai Bàn Thờ thì không làm gì được mụ này. Nhưng mà đối với anh Nguyên Vũ thì kỳ này là mụ có lẽ là sẽ đi khá là xa rồi, đi khá là xa nha đó. Thì bây giờ 15X sẽ chia sẻ cho bà con cô bác về cái bài viết của cô Trà Hoa Nữ, để chúng ta có thể là hiểu thêm những cái cột mốc đặc biệt, cũng như là những cái bài viết coi như là tưởng chừng đơn giản nhưng mà thật sự nó đầy hàm ý trong đó nha, đầy hàm ý mà có lẽ là bây giờ chúng ta mới ngộ ra được những cái chân lý trong đó từ những cái bài viết của anh Nguyên Vũ. Bài viết của cô Trà Hoa Nữ như thế này: kha kha kha, mụ còn non và xanh lắm Bảy Màu. Ngày 24 tháng 9 2024, con Bảy Màu tung lịch sử cuộc gọi của mụ với ca sĩ Nguyên Vũ. Sau đó tôi thấy ca sĩ Nguyên Vũ đăng bài này rồi ẩn hoặc xóa đi, giờ thì đã hiểu. Bài bài đăng của anh Nguyên Vũ ngày đó như thế này: sau bao ngày mỏi mòn chờ đợi, khi trồng vàng nho gần cả năm trời thì được ra hai quả, đúng ra nó phải ra hai chùm chứ, Vũ trồng sao mà nó ra đúng hai quả, ha ha ha, mà còn bị lệch bên lớn bên nhỏ nữa, sai quá sai đó. Thì cái bài đăng này là ngày 24 tháng 9 2024 của ca sĩ Nguyên Vũ, để là giờ tôi đã hiểu. Thì chúng ta khi mà chúng ta xem cái bài viết này thì chúng ta tưởng chừng đây là một trong những cái bài viết nó đơn giản, đúng không bà con? Nó đơn giản, chỉ là một trong những cái gọi là cái ta tút trong ngày thôi, viết về cái cây nho mà anh Nguyên Vũ trồng, Nguyên Vũ trồng đó. Nhưng mà thật ra đây là một cái bài ẩn ý nha, tức là sau khi mà ra đi trong im lặng,
À, và anh cũng không có nói là anh dừng Rama hay là anh Rama hay là anh Sarama, nhưng mà tự nhiên là các cô chú các chị thấy là anh Nguyên Vũ là không, gần như là không không liên lạc với bên Hồng Loan hay bên chị Ni, và cũng không tham gia bất kỳ những cái show diễn nào, bỗng dưng là im thinh thích luôn và chỉ đăng những cái hoạt động của bên phía anh Nguyên Vũ thôi đó. Lúc này mọi người cứ nghĩ là anh Nguyên Vũ làm dừng drama đúng không, dừng drama, nhưng mà khi mà cái mụ cá bảy màu, cái mụ hoa hậu bảy màu tung cái ghi âm này lên, tung cái ghi âm này lên, thì cũng lúc đó anh Nguyên Vũ có một cái bài viết vô cùng kỳ lạ mà lúc đó tại sao chúng ta không nghĩ ra, nhưng mà cô Trà Hoa Nữ phải nói rất là tinh ý ha. Cô đã chụp lại cái bài viết này của anh Nguyên Vũ, và bây giờ thì chúng ta đã thấy rồi. Những người mà đã được đưa ra ánh sáng đó chính là mụ cá bảy màu. Đâu phải chúng ta muốn tung ghi âm của một người nào đó là chúng ta tung đâu bà con. Đây là tung ghi âm cuộc gọi ha, một cái cuộc gọi mà như các cô chú anh chị biết, ví dụ như chúng ta gọi tổng đài đi, chúng ta gọi tổng đài thì tổng đài ghi âm chúng ta, nhưng mà tổng đài sẽ thông báo cho chúng ta là cuộc gọi này ghi âm nhằm vào cái mục đích gì. Thì như vậy tổng đài khi mà có cái chuyện gì xảy ra thì tổng đài họ sẽ không bị gọi là trái pháp luật. Còn đằng này á, là bà hoa hậu bảy màu gọi là mục đích ghi âm của bà là ghi âm lén và không xin phép trước đó, cho nên á bà đem về bà cắt ghép cái đoạn ghi âm mà bà đăng ngày hôm qua mà 15 bit Bình Dương đã phân tích cho bà con cô bác á, thì cái đoạn ghi âm đó là đã cắt ghép chỉnh sửa phải nói rất là nhiều luôn, chỉ nghe từ một phía tên Nguyên Vũ thôi đó. Thì đây là một trong những cái mục đích của người ghi âm nhằm vào những cái mục đích xấu là có thật rồi nha, mục đích xấu, vu khống bịa đặt này nọ ha. Cho nên là khi mà tung lên thì dĩ nhiên là ghi âm đó đã được lưu lại, đã được lưu lại và đã được trình báo với cơ quan chức năng đó. Thì như các cô chú các chị thấy thì ngày hôm qua thì anh Nguyên Vũ đã gửi cho rất là nhiều những cái bộ phận, trong đó có công an, viện Củ Chi đó, mà như các cô chú các chị biết công an huyện Củ Chi là nơi mà bà hoa hậu bảy màu đang sinh sống đó, thì sẽ chắc chắn là sẽ nay mai sẽ gọi là trực tiếp xuống làm việc với mụ này đó, và khi mà đăng lên thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến anh Nguyên Vũ nha, cho nên là kỳ này làm đi khá là xa rồi đó đó. Thì cái bài viết mà gọi là sáng ra được hai quả rất là hay nha, sáng ra được hai quả nho, tức là cái mụ kia tung lên là thấy là được rồi đó, tung 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 cái mà lịch sử cuộc gọi là chắc chắn là anh Nguyên Vũ anh nói là được quả, là tức là mình trồng cây là nó phải có quả ngọt đúng không bà con đó, mình trồng cây là nó có quả ngọt, tức là mình nói chuyện với người ta nhưng mà người ta cắt ghép, người ta ghi âm lại và người ta cho khán giả biết là cái mờ mờ ảo ảo, cái mờ mờ ảo ảo đó chính là gì, là lịch sử cuộc gọi của hai người, nhưng mà lúc này vẫn chưa chắc nữa, vẫn chưa chắc, cho nên là anh Nguyên Vũ không có mà cho chúng ta biết cụ thể, nhưng mà chúng ta chỉ cần đợi thôi, đợi cái đoạn ghi âm đó mà nó được tung lên mạng một cái là cái công mụ bảy màu này là mệt nha, mụ bảy màu này là mệt, em mà lâm mất nghĩ là mệt rồi đó đó. Thì bài viết của cô Trào Hoa Nữ nhận được rất là nhiều những comment của khán giả nha, thì mà lâm xin chia sẻ một số comment của khán giả để bà con cô bác chúng ta có thể hiểu hơn. Khán giả Duyên An Bùi nói như thế này: trá hàng để đánh giặc thời nào cũng, thời nào không có, khi trá hàng thì phải đóng vai phản thì giặc mới tin, mới đóng vai xuất sắc thì phải có công, như vậy muốn dụ địch phải nói xấu bên mình, thu món hời ai không hí hửng. Khá là hay nha bà con, đây có lẽ là một trong những cái gọi là quá xuất sắc là Nguyên Vũ. Cho nên hôm qua là khi mà 15 Bình Dương mà nghe cái đoạn ghi âm đó thì chúng ta cần phải nghe và bình tĩnh để chúng ta phân tích, và trong cái đoạn ghi âm đó anh Nguyên Vũ nói tới gọi là bé Loan, thì đây là một trong những cái từ gọi là tôn trọng nha.
Và cái người mà cái người cắt á, à cái người cắt cái đoạn ghi âm này là không cắt cái chữ bé lon dục ra, là cho nên là thất bại chỗ đó luôn bà con. Thất bại. Nhưng mà đường nào cũng cũng chết, tại vì mình đã đăng video mình vu khống, mình xuyên tạc bịa đặt, à tung cái đoạn ghi âm đó lên là đã mệt rồi, đã mệt rồi. Đó, không cần phải nói nhiều bà con. Rồi tiếp theo ha, khán giả Thanh Loan Nguyễn nói như thế này. À, ca sĩ Nguyên Nhũ đã nhìn thấu bụng dạ chúng nó, dễ gì dính câu. Nguyên Nhũ thông minh tài giỏi, vì vậy đã cố tình giúp Hồng Loan những số điện thoại quan trọng để bảo vệ Hồng Loan, thì không có là hai mặt. Khán giả Nguyễn Nhan nói chính xác, Nguyên Vũ đến chỉ giúp Hồng Loan vô điều kiện chứ không như ai kia, à anh hai, mà còn bị chửi tàn nát. Khán giả Trương Ngọc Thúy thì nói, chị luôn sáng suốt và bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Người có uy tín trong xã hội như Nguyên Vũ khi làm gì họ đều có ý của họ. Khán giả Hoa Tranh thì nói, em thấy Nguyên Vũ nói cũng không có gì mà quan trọng, là có nói anh hai đúng là hai mặt. Anh đến giúp lúc đầu là đúng vì thương Hồng Loan, anh gọi là bé Loan, bé Hồng Loan, nghe là biết. Thì đó, như nãy là mới có nói á, cái từ bé Loan, cái từ đó là rất là dễ thương nha bà con, từ đó rất là dễ thương mà anh hay gọi chị Hồng Loan. Tại vì so với tuổi của anh Nguyên Vũ thì chị Hồng Loan nhỏ hơn khá là nhiều. Đó, cho nên anh gọi là bé Loan. Khán giả Hồ Điệp Nguyễn thì nói, cho dù Nguyên Vũ có chưa chiêu thì kể này không hay, không nằm trong binh pháp tôn tử, kha kha. Nếu không thích con tắc kè bông thì không qua lại nói chuyện với nó, thế là xong, vả lại từ đầu. Hồi nào giờ con tắc kè bông cũng đâu có xúc phạm Nguyên Vũ, lời nói nào quá đáng. Đó thì có rất là nhiều khán giả trả lời của khán giả Hồ Điệp Nguyễn ha. Tại vì có nhiều người suy nghĩ, có nhiều người suy nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà đối với trong cái drama này thì để mà đưa một người nào đó ra ánh sáng khi mà người đó cố tình xuyên phạt, xuyên tạc xúc phạm, cũng như là dùng những cái chiêu bị ổi như là ghi âm cuộc gọi rồi tung lên mạng này nọ rồi kể này kể kia đó, thì đây là một trong những người chơi dơ nhất. Và để đưa những cái người chơi dơ nhất này ra được cộng đồng mạng thì cần phải có những người gọi là cao cơ hơn đó, phải cần phải có những người cao cơ hơn thì mới được. Cho nên khán giả tên là Red Ruby thì nói như thế này nè bà con, biết đâu Nguyên Vũ giúp Hồng Loan chơi lại nó thì sao bạn, cho con đấy nó bớt ngáo đi nghe, đã ghét. Khán giả Quanh Hồng Hoàng Thị thì nói, nó có bài đăng đe dọa Nguyên Vũ, dụ Nguyên Vũ đăng bài nhắc lại ADN của Hồng Loan khi bọn Tâm Sên và Kền Kền tấn công công kích Nguyên Vũ, nên con bảy màu nó lên clip dọa Nguyên Vũ. Nếu còn dính đến Hồng Loan nó sẽ tung tin nhắn và cuộc nói chuyện giữa bảy màu đó, các cô chú chị thấy chưa. Tức là khi mà nó giữ cái đoạn ghi âm đó đó, thì mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là gọi là dọa, dọa anh Nguyên Vũ để mà anh Nguyên Vũ là xóa cái bài đăng ADN nó đi đó, cũng như là không ủng hộ chị Ni cũng như là Hồng Loan. Khi mà nó thấy là anh Nguyên Vũ là hình như là lúc đó là 15x, nhớ là mua bao nhiêu tô nè, nhờ lúc đó là chị quán chị Bồng Bông là mới khai trương á, là anh Nguyên Vũ là đặt mua 20 tô hay 50 tô gì đó để ủng hộ cho các anh em YouTube, rồi những bà con bán vé số ở trước cửa hàng quán hủ tiếu Bò Viên của chị Bồng Bông á bà con. Cho nên là cái con bảy màu này nó lại gọi là hơi sốc, tại vì nó nghe tại sao mà anh Nguyên Vũ á là đã là không còn dính líu gì bên đó mà tại sao lại mua 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 hủ tiếu, mua Bò Viên gì đó 20 tô 30 tô gì đó để mà tặng cho bà con, để mà giúp cho Bùm Bùm lại có cái hương hiệu đó. Tại vì bên con các mẹ mạo nó lại ghét bên phía Hồng Loan mà tại sao Nguyên Vũ nói là nói một đằng mà làm một nẻo, ý là vậy á, cho nên nó ghét và nó mới lên cái status để nó dọa. Và thậm chí là nó đưa cho không phải là đưa mà
tức là ông đạo diễn Đức Dây á, lấy những cái thông tin này, lấy những thông tin này để mà lên hạ bệ nói xấu anh Nguyên Vũ đó trong cái suốt thời gian qua. Mà đặc biệt cái là nó không có dám gọi thẳng tên, nhưng mà Long Bết cũng nói là nó không có dám gọi thẳng tên mà nó nói là anh Nguyên Gió thôi. Mà người ta suy ra Gió là gì? Gió là Vũ, mà Vũ là anh Nguyên Vũ thôi. Tại Vũ hay gọi là Vũ là Gió đó, là vậy đó. Tức là nó hay gọi là anh Nguyên Gió, là nó không dám họ gọi thẳng tên mà con, nó không dám gọi thẳng tên. Nhưng mà kỳ này là đi khá là xa rồi, tại vì người ta xác định rằng cái giọng đó là của anh Nguyên Vũ đó, và cái cuộc hội thoại đó là của anh Nguyên Vũ và cái bà Hoa hậu Bảy Màu ha. Cho nên là anh Nguyên Vũ mà thưa thì tất nhiên là công an sẽ vào cuộc ngay. Tại vì các cô chú các chị biết là anh Nguyên Vũ bây giờ đã là phó viện rồi, phó viện nha, một cái trong những cái cũng chức vụ khá là lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Khán giả Nguyễn Ngoan thì nói: em tin cô Trà, nhưng anh Nguyên Vũ em chưa tin, dù bằng cách này để cho Bảy Màu một trận em cũng không thấy hay. Theo dõi cái drama này từ đầu, nói chung chờ anh Nguyên Vũ xử lý thế nào, có phù hợp hay không. Thì khán giả Red Ruby mới nói: có ai trị được nó đâu bạn, nếu Nguyên Vũ có làm cách này cũng có lý do cả. Đối với 15X thì 15X tin nha, tin là rằng anh Nguyên Vũ là một trong những người tuyệt vời nhất từ trước đến nay khi mà tham gia cái drama nha. Đối khi mà anh Nguyên Vũ đã gọi là đưa cái bài viết ngày 24 tháng 9 nó lên thì đó là một trong những cái bài viết phải nói rất là hay luôn, mà nhờ cô Trà Hoa Nữ mà bây giờ 15X mới thấy, phải nói là tuyệt vời. Thì bây giờ mình cứ việc chờ đợi thôi bà con, sắp tới là cá Bảy Màu sẽ lên phớt thôi, chắc là như vậy. Sáng nay thì vừa uống cà phê vừa phân tích, chờ tin vui thôi bà con, không có gì mà chúng ta phải lo lắng cả. Khán giả Sinh Vũ nói như thế này bà con: thằng thám tử lù á, nó cũng vậy, đợt Tịnh Thất nó quay xe khi bị cầm mạng chữ thì nó cũng chữa cháy, là nó nằm dùng khai thác thông tin. Khi bà Ni bà Loan lên tiếng thì mọi người đừng thắc mắc gì nữa hen. Nói chung thì khi mà tung ghi âm lên thì tất nhiên là có những người tin và có những người không tin. Đối với 15X thì 15X tin, nhưng mà có nhiều khán giả thì có nhiều khán giả lại là bắn tin bắn nghi. Nhưng mà chúng ta phải soi xét tất cả những cái hành động trong thời gian vừa qua nha. Đối với anh Nguyên Vũ là trong thời gian vừa qua thì anh đã im lặng, phải nói khá là lâu rồi đúng bà con, im lặng khá là lâu rồi đó, từ lúc mà xảy ra cái vụ xung đột với anh Hai Bàn Thờ đó, là anh Nguyên Vũ coi như là im luôn cho tới nay, thì cũng đã khá là lâu rồi đúng không đó. Và cái điều đặc biệt là không phải là ví dụ như người ta im, đối với những người khác, ví dụ như hàng thám tử đầu đất đi, thì nó quay lại nó bêm trong vòng 1 đến 2 tuần nha, nó quay lại nó bêm 1-2 tuần chứ không đợi lâu để mà nó câu view câu like. Nhưng mà các cô chú anh chị thấy đối với anh Nguyên Vũ có làm gì hài đến Hồng Loan, đến chị Ni chưa? Chưa bao giờ đúng không đó. Chỉ có cái bây giờ là gọi là tung cái ghi âm lên mà chúng ta gọi là nhưng mà khi mà chúng ta xem và nghe cho kỹ thì cũng không có gì ảnh hưởng đến chị Ni cũng như là Hồng Loan nè, Hồng Loan cho chị Hồng Loan cả nha. Xem kỹ chưa có gì gọi là ảnh hưởng đến đó. Nhưng mà chúng ta phải soi cái thực tế. Trong cái thời gian mà anh im lặng thì anh cũng đã giúp cho gì? Giúp cho Bùm Bùm đó, giúp cho chị Bùm Bùm làm mua những cái tô bún bò viên đầu tiên khi mà chị khai trương. Như vậy thì quá tuyệt vời rồi, âm thầm như vậy thì phải nói tuyệt vời nha. Cho nên là chúng ta phải soi xét kỹ người này người kia, chứ không phải chúng ta quy chụp soi người này rồi đưa ra anh Nguyên Vũ là như vậy nha. Đối với 15X thì khác hẳn. Rồi tiếp theo nè bà con, khán giả Hà Nam thì nói: tóm lại là sao, không hiểu gì luôn, tùm lum vậy trời. Lúc thì chữ Nguyên Vũ, lúc thì khen Nguyên Vũ, thật khó hiểu luôn trời. Đó, nói chung thì mỗi người mỗi ý thôi bà con. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ chúng ta chờ đợi thôi, chờ đợi tin vui thôi bà con.
Rồi tiếp theo nè, một nhân vật đặc biệt nữa mà Melamed nghĩ là bà con cô bác này chúng ta cũng phải gọi là theo dõi trong thời gian vừa qua. Thì đây là một người phải nói rất là thân đối với anh Nguyên Vũ, đó chính là nhà báo Xuân Minh, rất là thân nha. Thì tối hôm qua thì anh Nguyên Vũ cũng đã ở anh nhà báo Xuân Minh cũng đã lên cái bài viết sau khi mà anh Nguyên Vũ cũng đã thông báo chúng ta. Nhà báo Xuân Minh thì đang cảm thấy bình tĩnh nè. Đó, cái việc đầu tiên của chúng ta là cần gì? Cần phải bình tĩnh bà con. À, cần phải bình tĩnh nha. Và bài viết của anh Xuân Minh như thế này: anh nhìn thấy hết phải không anh? Anh muốn mọi người phải bình tĩnh đúng không? Mọi người cứ bình tĩnh, cứ từ từ, rồi mọi việc sẽ được sáng tỏ nha. Từ từ, không cần phải vội. À, chúng ta là bên đây là chúng ta cứ từ từ nha. Tòa án là người ta cũng xử là cũng phải từ từ, công an vào cuộc thì cũng phải đợi ngày giờ cho nó hợp lý nha. Đúng, cũng phải có quyết định, có giấy tờ, có thông tin, có thu thập thì người ta mới xử lý nhanh gọn lẹ, chứ không phải là muốn cái là tới nhà bắt liền nha. Thôi như vậy không được, cho nên là nhà báo Xuân Minh nói cái gì chúng ta cũng phải từ từ đó. Và bài viết của nhà báo Xuân Minh cũng đã nhận được gọi là hàng trăm, gần 400 bình luận luôn đó. Khán giả Sa Ra Trần thì nói: nãy giờ chờ ta tút của Xuân Minh, Xuân Minh không bao giờ để mọi người lo âu nha. Có một cái điều đặc biệt nữa là anh Nguyên Vũ đã có comment bên dưới: ok em nhé. Đó, thì nhà báo Xuân Minh mới nói: mọi người mong chờ anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện anh nhé. Đó. Rồi sáng khán giả tên là KHG thì nói: Xuân Minh sẽ rất buồn trong chuyện này nè. Cái khổ nhất trong cuộc sống này là phải mang một cái mặt nạ để sống. Sống lâu bao nhiêu rồi cũng sẽ có thêm bài học mới trong cuộc đời mình Xuân Minh ơi. Cái dở nhất của Hồng Loan là nghèo, là thiếu kinh nghiệm sống, là thiếu tri thức để nhận biết và giải quyết vấn đề. Nên khi sự việc giữa xảy ra giữa VLNV xảy ra, Hồng Loan khó giữ vẹn toàn cả hai. Lúc đó còn có phần nghiêng về VL vì nghĩ là anh em trong gia đình rồi. Vì nghèo mà Hồng Loan không thể tự quyết được gì. Ai cũng là người ơn, ai cũng tốt, nên khó tránh chạm tự ái bên còn lại. Nhưng dù sao thì khi đã tự nguyện từ tâm đến giúp thì không thể có chuyện này xảy ra được. Là đàn ông trượng nghĩa thì không mang ra nói ra Nguyên Vũ được. Hãy nhìn cách chú Ngân Tứng, Linh Tý, Song Minh, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh giúp Hồng Loan, tôi tôn trọng họ, không cần bỏ ra gì nhiều. Hãy làm gì mà tâm lành mình bảo. Một bài hát, một ta tút động viên hay soi nổi đấu tranh như vợ chồng Linh Tý, Bích Trâm, miễn là thẳng một đường. Không thích thì âm thầm dừng lại. Song Minh ơi, em đừng buồn quá, vì không ai đo hết được lòng người. Trong drama này, phái mày râu dở nhỉ. Đó. Rồi khán giả Vạn Lý thì nói: tôi biết anh Vũ Linh, khi anh về hát ở rạp Quốc Hành, tôi nhỏ hơn anh là 8 tuổi. Lúc đó tôi bán cà phê cạnh rạp. Khi chờ hát suốt tối, anh hay ra uống cà phê và hút thuốc. Anh rất ít nói và gặp khán giả, anh rất thận trọng lời nói, tôn trọng khán giả vô cùng. Sao bây giờ trong gia đình anh lại nổi sóng gió 2 năm nay? Không một ngày anh được yên nghỉ. Mong tòa án vào cuộc sớm để anh được yên tội. Khán giả tên là Chay Ha Lo thì nói thế này: anh Nguyên Vũ cao tay, nhả ra cho nó ít chữ. Nó tưởng bở là ghi âm như vậy để chia rẽ đồng đội, nhờ vậy mới cho Bảy Màu ăn đơn kiện. Chúc mừng Bảy Màu bị phạt nặng vì cái tội làm nhục người khác bằng ghi âm nha. Nếu bị đi tù nữa thì vui biết mấy. Khán giả Liên Lê thì nói: bình tĩnh. Con người đôi khi cũng có mâu thuẫn, có khi hòa thuận, có khi là giận hờn, có khi giả vờ để lấy thông tin gì khác.
Và dù đúng dù sai, rất rõ khi tung ghi âm sẽ ảnh hưởng đến Hồng Loan và cả Nguyên Vũ. Để tương tàn lẫn nhau là tụi nó khoái lắm, nên mình cần bình tĩnh, đừng để đám MG ngư ông đắc lợi nha. Khán giả Phước Duyên thì nói, hiểu nè, Nguyên Vũ là người luôn bảo vệ bé mớm và luôn đồng hành cùng nhóm yêu thương. Mà Song Minh cũng là người em thân thương của Nguyên Vũ, hiểu hết nè. Khán giả Duyên Vĩ nói, em lại mất ngủ vì những chuyện như này. Ước gì anh Nguyên Vũ, chị Ni, Hồng Loan, Song Minh có thể cùng lại ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải tỏa mọi gút mắt về bản ghi âm đó. Xấu đẹp gì cũng nên giải quyết bên trong. Về trên cõi mạng này, người muốn chia rẽ vốn đầy rẫy, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mong là như vậy. Quá trời những comment của khán giả luôn đó. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Blamed cũng đã cập nhật cho bà con cô bác gọi là những cái thông tin cực kỳ mới liên quan đến cái việc lộ ghi âm nha bà con đó. Thì cái việc bây giờ của chúng ta là mỗi người chúng ta chỉ cần chờ đợi xem anh Nguyên Vũ sẽ gọi là kiền con cá bảy màu nha. Đó, chờ đợi thôi. Đây là một trong những cái tin vui đó chứ không phải là tin buồn đâu. Thì 15 mét muốn gửi cho bà con cô bác là chúng ta có thể là yên tâm hơn. Trong thời gian tới thì dĩ nhiên là sẽ còn chắc chắn là sẽ có nhiều người sẽ được lôi ra ánh sáng nữa. Theo 15 mét nghĩ là như vậy. Tại vì trong cái thời gian qua thì họ có là ăn bao nhiêu, ị ra bấy nhiêu, ị ra bấy nhiêu rồi ăn lại bao nhiêu, là những người đó là chắc chắn sẽ được lôi ra ánh sáng. Và những người nào mà gọi là khó kiện nhất thì chắc chắn cũng sẽ được lôi ra ánh sáng thôi. 15 mét tin là như vậy. Tại vì người ta thường nói là như vậy, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đó, dày cỡ nào cũng phải có móng tay nhọn thôi, cũng phải lộ ra những cái điểm yếu sơ hở. Cho nên là bà con cô bác cứ yên tâm nha. Đến đây thì 15 mét Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị rất là nhiều nha. Bà con xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.